tử vi tuần mới từ 5 tháng 6 11 tháng 6 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 nói rằng tuần mới của Bạch Dương có lẽ sẽ cần phải học cách giữ bình tĩnh tốt hơn nữa. Trong thời điểm này, bởi vì chính sự nóng nảy và bốc đồng dễ dẫn bạn đi đến những quyết định sai lầm đấy nhé. Về mặt tình cảm, nếu bạn còn đang độc thân thì có lẽ không nên quá vội vàng đến với một ai đó. Bạn cần dành thời gian tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn để tránh những tổn thương không đáng có trong tương lai. Người đã có đôi có cặp nên bao dung với nửa kia hơn một chút. Đừng mãi so đo những khuyết điểm của họ nhé. Về phương diện công việc, tròm sao này sẽ nhận được sự yêu mến và tin tưởng của khách hàng cũng như đối tác. Nhờ vậy mà bạn giải quyết công việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Tình hình tài chính của bạn trong tuần mới đang có dấu hiệu khởi sắc tốt đẹp hơn khi mà túi tiền trở nên rủng rỉnh với nhiều nguồn thu cùng một lúc. Có thể bạn sẽ còn được nhận thêm một khoản tiền thưởng nữa đấy. Hai Tử vi cung kim nghiêu từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy kim nghiêu đã cố gắng tập trung hơn trong tuần này. Như vậy thì bạn mới có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Và từ đó dễ dàng chạm tay tới thành công. Những ai độc thân không nên quá tiêu cực khi nghĩ về chuyện tình yêu. Sự chân thành của bạn rồi sẽ khiến đối tượng thầm mến cảm động vào một ngày nào đó. Người đã có đôi có cập nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của nửa kia, nhờ vậy. Bạn có đủ lòng dũng cảm để đối diện với những thử thách mà cuộc sống đặt ra. Nếu đã có công việc ổn định, chòm sao này gặp phải khá nhiều khó khăn ở môi trường làm việc. Thậm chí, một số bạn nghĩ đến việc xin nghỉ chứ không muốn tiếp tục nữa. Kim Ngưu sẽ cần phải học cách suy nghĩ kỹ càng, cẩn trọng và có cách ứng biến thích hợp nếu muốn tham gia vào những hoạt động đầu tư. Ba, Tử Vi Cung Song Tử từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 Song Tử cần phải học cách từ chối trong tuần này nếu có việc gì người khác nhờ vả mà bạn không muốn làm bạn nên có cách từ chối khéo léo không nên bắt bản thân phải làm việc quá sức những ai còn đang độc thân hấp dẫn được nhiều người khác giới bởi phong cách nói chuyện hài hước của mình thậm chí bạn có thể nhanh chóng kết đôi với một ai đó người đã có đôi có cặp rất chung thủy với nửa kia của mình bạn chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh không để mình vướng vào lời đồn thổi với những ai đã đi làm, chòm sao này đang nhận ra xung quanh mình chẳng có mấy người đáng để tin tưởng. Bạn cần phải tự lực cánh sinh làm tốt công việc của mình. Tình hình tài chính của song tử sẽ không có nhiều biến động. Hãy hạn chế đầu tư vì đây không phải là một thời điểm thích hợp đâu. 4 Tử vi cung cự giải từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 bói tử vi trực tuyến nói rằng tinh thần của cự giải nên xác định rõ công việc nào thuộc trách nhiệm của mình, công việc nào là của người khác. Nếu việc gì cũng nhận hết vào mình, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi đấy. Những ai còn đang độc thân cảm thấy mong muốn có thể tìm được người trong mộng nhưng lúc nào bạn cũng ở thế bị động. Bạn muốn người khác chủ động tiếp cận mình nếu đã có đôi có cặp bạn nên quan tâm hơn đến cảm xúc của người ấy nếu bạn làm việc gì cũng chỉ theo ý mình người ấy có thể cảm thấy rất bực bội đấy về phương diện công việc cung hoàng đạo này đang cảm thấy rất sốt ruột với tình trạng hiện tại của mình bạn nhìn ra xung quanh và nhận thấy bạn bè nào cũng đã dần gặt hái được thành tích rồi Tình hình tài chính của chòm sao này đang khá ổn định, thậm chí bạn có thể tìm được cơ hội kiếm tiền đáng giá nữa đây. Nam, tử vi cung sư tử từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 sư tử cần phải biết khi nào thì mình nên giữ yên lặng và lắng nghe mọi người xung quanh. Giảm tranh cãi sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết có vẻ như chòm sao này sẽ gặp gỡ được một vài đối tượng khá triển vọng hãy thoải mái nói chuyện với mọi người đừng ngại thể hiện con người thật của mình nếu đã có đôi có cặp bạn cảm thấy mình cần có một khoảng không gian riêng tư những cuộc tranh cãi không hồi kết khiến bạn thấy mệt mỏi vô cùng về phương diện công việc sư tử đang càng ngày càng tự tin trong công việc của mình bạn sẵn sàng thử sức để có thể khẳng định giá trị bản thân và đứng ở vị thế cao hơn. Cung hoàng đạo này có thể sẽ phải chi tiêu cho khá nhiều khoản trong suốt tuần lễ này, vì thế hãy lên kế hoạch cho rõ ràng nhé. 6 Tử vi cung xử nữ từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 bước sang tuần mới, xử nữ hãy cứ làm việc hết mình trong tuần này, đừng lo sợ thất bại. Chỉ cần cố gắng, bạn đã được mọi người đánh giá rất cao rồi. Hơn nữa, quá trình này có thể giúp bạn học được nhiều điều hữu ích. Về mặt tình cảm, xử nữ còn độc thân có thể chưa nên vội vàng bày tỏ tình cảm của mình trong tuần này thời cơ chưa chín mùi và bạn cũng cần phải chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Người đã có đôi có cặp không nên nghĩ đến việc lừa dối nửa kia. Nếu bạn đã làm sai việc gì thì nên chủ động thừa nhận để mong được đối phương tha thứ. Người đã đi làm ngày càng xử lý các công việc được giao một cách thành thạo. Cung hoàng đạo này sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và có những bước tiến vững chắc tình hình tài chính của xử nữ đang có dấu hiệu phát triển rất tích cực. Chòm sao này có thể nhận được một vài khoản lời lãi nho nhỏ đấy. Bảy, tử vi cung thiên bình từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 tử vi 12 tròm sao cho thấy thiên bình cần tìm cách giải tỏa áp lực cho bản thân bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng rồi lại khó chịu một mình hãy tâm sự với mọi người hoặc có những hoạt động giải trí khác về mặt tình cảm những bạn vẫn đang độc thân lên kế hoạch gặp gỡ người mình thầm mến rất chu đáo nhờ vậy mà bạn ngày càng bước gần hơn tới trái tim của người ấy nếu đã tìm được nửa kia hai người đang được tận hưởng khoảng thời gian rất ngọt ngào khi ở bên nhau lúc nào bạn cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh về phương diện công việc thiên bình đang tỏ ra không mấy nhiệt tình trong công việc bạn tỏ thái độ thờ ơ và đôi khi bỏ lỡ cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt điều này sẽ khiến cho bạn phải cảm thấy sớm hối hận mà thôi tình hình tài chính của chòm sao này tương đối là ổn định trong khoảng thời gian này dù không nhận được tiền thưởng nhưng cũng không phải chi tiêu gì nhiều 8. Tử vi cung bọ cặp từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 bọ cặp đang nên suy nghĩ cẩn thận trước khi bắt tay vào công việc trong tuần này. Nếu bạn làm việc gì cũng theo cảm tính thì rất dễ mắc lỗi rồi lại tốn thời gian sửa chữa. Những bạn còn đang độc thân dần trở nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Bạn mong rằng mình cũng sẽ có một chuyện tình đẹp như mơ giống mọi người xung quanh người đã có đôi có cặp nên hạn chế việc nhắc đến người cũ khi ở bên nửa kia hành động của bạn dù chỉ là vô tình cũng vẫn sẽ khiến nửa kia khó chịu hoặc tổn thương về phương diện công việc tròm sao này luôn biết đâu là lúc mình nên thể hiện khả năng của mình bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người và được cấp trên đánh giá cao tuần này tài chính của bọ cặp tương đối phong phú nếu có ý định đầu tư thì hãy quyết đoán lên bạn sẽ kiếm được khoản lợi nhuận kha khá đấy. 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 xem tử vi phương Tây cho biết nhân mã nên học cách thay đổi góc độ quan sát vấn đề trong tuần này. Tròm sao này không nên giữ khư khư một quan điểm bỏ ngoài tay ý kiến của mọi người xung quanh những ai vẫn đang độc thân không nên giữ thái độ đứng núi này trông núi nọ hãy lựa chọn người chân thành với mình chứ không phải là so đo lợi ích khi đến với người này người kia nếu đã tìm được nửa kia của mình bạn nên dành thời gian quan tâm đến đối phương hơn đừng dành hết toàn bộ sức lực cho công việc như vậy về phương diện công việc, nhân mã sẽ có công việc ổn định cần chú ý đến sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân. Đừng ngây thơ tin ai quá mức kẻo vướng phải cái bẫy đã được răng sẵn đấy nhé. Cung hoàng đạo này đang có mức thu nhập khá lý tưởng trong tuần này. Những công việc làm thêm cũng mang lại cho bạn một khoản kha khá. Mười Tử vi cung ma kết từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 tử vi tuần mới nói rằng ma kết cần phải biết cách trân trọng những gì mình đang có. Những gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó qua đi. Đừng mãi nghĩ đến và tiếc nuối nữa. Những ai còn đang độc thân sẽ là người rất tinh tế, và chỉ riêng điểm ấy thôi cũng đã rất thu hút người khác giới rồi. Bạn có thể nhanh chóng chạm vào trái tim người mình thầm mến nếu đã tìm được nửa kia của mình bạn không nên quá cố gắng thể hiện bản thân mình để lấy lòng đối phương người ấy yêu bạn vì chính con người bạn mà về phương diện công việc chòm sao này sẽ có thể trở thành cánh tay đắc lực của người làm lãnh đạo bạn hoàn thành các công việc được phân công một cách cực kỳ xuất sắc chòm sao này có khá nhiều đồ dùng cần thiết phải mua trong tuần này Do đó bạn sẽ cần giảm bớt những nhu cầu không cấp bách ngay đi nhé. Điều đó sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh túng thiếu và sử dụng tiền vào những trường hợp cần thiết. 11 Tử Vi cung Bảo Bình từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng Bảo Bình hãy cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong tuần mới. Có tinh thần tốt đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mọi chuyện không hề khó khăn như tưởng tượng. Nếu còn độc thân, bạn lặng thầm quan tâm đến người ấy suốt thời gian qua và nay người ấy đã có dấu hiệu đáp lại tình cảm của bạn đây thật sự là một chuyện đáng mừng người đã có đôi có cặp nên lắng nghe lời khuyên của mọi người xung quanh nhiều hơn như vậy sẽ có lợi cho việc phát triển tình cảm giữa hai bạn về phương diện công việc bảo bình có một tuần làm việc khá thuận lợi dù bạn phải đối diện với cạnh tranh gay gắt tuy nhiên đây cũng là động lực để bạn không ngừng tiến lên nếu làm việc tốt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng trong tuần này. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ gì đó. 12 Tử vi cung song ngư từ ngày 5 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2023 song ngư là một người không giỏi biểu đạt suy nghĩ và tình cảm của mình, song những người yêu mến bạn vẫn luôn hiểu được bạn. Bạn tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống và sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Về phương diện tình cảm, những bạn còn độc thân ngày càng kiên định với tình cảm của mình bạn nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và đối tượng thầm mến đang dần dần thu ngắn lại người đã có đôi có cặp nhìn được những ưu điểm của nửa kia hai bạn yêu nhau một cách chân thành và cùng nhau tiến bộ hơn mỗi ngày về phương diện công việc có vẻ như chòm sao này có thể nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình hãy tin tưởng vào bản thân bạn hoàn toàn có đủ khả năng để tiến thật xa vì không mấy tự tin nên bạn có thể để lỡ mất một vài cơ hội đầu tư khá tốt do đó tình hình tài chính của bạn không có gì biến động